Xin chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay em sẽ báo giá một số mẫu đôn chậu hiện đang có sẵn bên em nha các bác. Các bác nào cần mẫu nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em hoặc là bình luận ở phía bên dưới ạ. Một số mẫu đôn nha các bác. Đầu tiên trong video này em sẽ giới thiệu các bác mẫu đôn song lân nha các bác. Mẫu đôn song lân. Đôn song lân này cao 72 mặt 40 nhá. Đôn cao 72 mặt 40. Đôn này giá là 5 triệu một cặp nhé bác. Giá 5 triệu một cặp bao ship. Đôn song lân này là men màu dương nhé bác. Đây là mẫu đôn tứ biểu nhé bác. Mẫu đôn tứ biểu. Cao 70 mặt 40. Mẫu này giá 6 triệu một cặp nha các bác. Đôn tứ biểu cao 70 mặt 40. Để mẫu đôn tứ quý nha các bác, mẫu đôn tứ quý. Mẫu đôn này cao 55 mặt 38 nha các bác, cao 55 mặt 38. Cái mẫu nhỏ này giá là 2 triệu rưỡi một cặp. Đây có size lớn hơn này. Size lớn hơn là cao 62. Cao 62 mặt 40. Cái này là 3 triệu 8 một cặp. Cao 62 mặt 40. Ngoài ra cái mẫu đôn này thì còn một size nữa là size 75 nha các bác. Cao 75 mặt 47. Đây các bác. Đợt này em mới về rất là nhiều các mẫu đôn chậu. Đây là mẫu đôn vuông song lân gốm hoàn. Cao 72 mặt 40. Cái mẫu này có giá là 4 triệu 8 một cặp. Cao 72 mặt 40. 4 triệu 8 một cặp. Một số mẫu đôn chậu đây. Đây mẫu đôn tứ quý lớn hơn nhiều các bác. Một số mẫu chậu bên em mới về nha các bác. Rất nhiều chậu đôn này. Các bác cần mẫu nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ bao ship bao bể vỡ toàn quốc luôn nha các bác. Bao ship bao bể vỡ toàn quốc luôn. Về rất nhiều các bác ơi. Chậu đôn đủ loại nha các bác.